sẽ thế nào nếu chia tay? Không muốn phải nổi tiếng, sẽ có lúc không ai hiểu được mình, sẽ đến lúc không biết phải làm sao nếu chia tay, sẽ thế nào bây giờ gặp mặt nhau sẽ hát câu gì? Hát dở bằng này có thể là underground hoặc là rap gì đó. Đúng vậy, mọi thứ đều có được sắp xếp. Tụi nó hát dở đó. Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Cầm dây lưu bay sẽ ra sao? Tự hỏi rằng sẽ thôi thế nào? Tạm biệt người yêu trong tim thân, tạm biệt người yêu trong tim thân. Trong một ngày bữa nay là Lưu Hoàng là phải nói là cái sự chịu đựng của em khủng khiếp. Ngay từ ban đầu em đã chia sẻ mà em đến với đây với một tinh thần là can thương chịu. Lưu Hoàng okay. Quá còn em, người đã phá banh cái cảm xúc anh ngày hôm nay, giới thiệu về mình đi. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Lê Hoàng Long, năm nay em 20 tuổi, hiện em là sinh viên khoa quan hệ công chúng truyền thông và nghệ thuật của trường đại học Văn Lang ạ. Mới 20 tuổi thôi còn rất trẻ, cứ việc tiếp tục phát triển sự nghiệp của mình trừ con đường ca hát nhé. Dạ. Đội của Trường Giang đã chọn sai.